Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng nhất trí tiếp tục mở cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại bắt đầu từ ngày hôm nay 13 tháng 8. Các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển. Phương Tây đã hối thúc nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn cuộc xung đột hiện nay lan rộng. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, sáng 13 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn về tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho hay, đây là dự án luật quan trọng, có nhiều chính sách mới liên quan đến việc xác định hành vi mua bán người, việc tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng. Đồng thời có nhiều nội dung nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế có liên quan. Dự thảo sau khi được tiếp thu, chỉnh lý có 8 chương, 67 điều, tăng 1 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội, trong đó bỏ điều 45 và 58. Bổ sung các điều 21, 40 và 67, sửa đổi 65 điều, giữ nguyên 2 điều. Theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, khái niệm mua bán người trong dự thảo luật cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, phúc đáp yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng chống mua bán người, bảo đảm tiệm cận với các điều ước quốc tế về phòng chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên. Khái niệm mua bán người đã kết hợp đủ 3 yếu tố là hành vi, mục đích và thủ đoạn. Tuy nhiên, qua giả soát cho thấy, vẫn còn có nội dung của khái niệm mua bán người chưa thực sự thống nhất với một số quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, để bảo đảm thống nhất với quy định của Bộ Luật Hình sự, luật nuôi con nuôi và bảo đảm phù hợp với thực tế, Thường trực Ủy ban Tư pháp đề nghị bổ sung cụm từ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, vào sau cụm từ, lợi ích vật chất khác, vào đoạn 2 khoản 1 điều 2 của dự thảo luật, đồng thời chỉnh sửa một số từ cụm từ trong khái niệm mua bán người để đảm bảo tính logic và kỹ thuật văn bản và đã được thể hiện cụ thể trong dự thảo luật. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng thông tin về quy định trẻ em được sinh ra bởi nạn nhân bị mua bán cũng là nạn nhân, hành vi mua bán bào thai và nhiều vấn đề khác. Nêu ý kiến tại phiên họp, nhiều đại biểu cũng đề nghị cần xem xét bổ sung vào dự thảo luật quy định về mua bán thai nhi cũng là phạm tội mua bán người. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật công chứng sửa đổi. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về nghị định liên quan đến cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần có sự nhất quán khoa học trong cách tiếp cận xây dựng nghị định đặt trong tổng thể kế hoạch thực hiện quy định điện 8 trên tinh thần vì trách nhiệm chung không được chậm trễ trong bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Dư địa phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền Bắc còn nhiều, vì vậy Phó Thủ tướng nêu rõ phải có chính sách để khuyến khích đầu tư phát triển hiệu quả, đồng thời yêu cầu Bộ Công Thương rà soát nhu cầu phụ tải, khả năng truyền tải, an toàn hệ thống, làm căn cứ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện, mở zoom cho điện mặt trời mái nhà, nhất là ở miền Bắc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương xem xét quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời tự sản tự tiêu phải đơn giản, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về chính sách ưu đãi đối với trường hợp đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng có lắp đặt hệ thống lưu trữ điện năng có tính chất như nguồn điện nền, không giới hạn phát triển đối với nguồn điện mặt trời mái nhà công suất từ 100 kWh, cơ chế điều chỉnh quy hoạch điện 8 để tạo không gian phát triển mới cho điện mặt trời mái nhà, phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp không chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 80 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Nửa đầu năm nay, Việt Nam nhận 57 cảnh báo từ EU về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật thực vật đối với nông sản, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong số này, thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 23 cảnh báo. Các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thủy sản của Việt Nam bị EU cảnh báo thời gian qua bao gồm rau quả, gia vị và sản phẩm có nguồn gốc thực vật như thanh long, ớt quế, đậu bắp, chôm chôm, sản phẩm thủy sản, cá mực, tôm, ếch, ngao, sản phẩm chế biến khác, tinh dầu, húng quế, mứt dừa, bánh phở. Việc EU tăng số lượng cảnh báo khiến tần suất kiểm tra biên giới của nông sản tăng. Để giảm thiểu tình trạng bị cảnh báo an toàn thực phẩm, Văn phòng SPF Việt Nam khuyến nghị các vùng trồng, vùng nuôi cần tuân thủ các quy định của Việt Nam về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, tuân thủ và cập nhật biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh của thị trường nhập khẩu. Các doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, sơ chế, chế biến cần tuân thủ và thường xuyên cập nhật các quy định của Việt Nam và thị trường nhập khẩu về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong quá trình sản xuất. 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu toàn ngành dệt may tăng 5,9% so với cùng kỳ với trị giá gần 24 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với mức tăng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sau năm 2023 tăng trưởng âm, từ đầu năm đến nay đơn hàng dệt may đã dần hồi phục. Những tháng gần đây mức độ phục hồi rõ rệt hơn, nhất là trong tháng 7. Tuy nhiên, so với các ngành sản xuất xuất khẩu lớn như là điện tử, máy tính và giày dép, dệt may vẫn có mức tăng trưởng thấp nhất. Đơn cử như xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện tăng 30%, điện thoại và linh kiện tăng 12%, giày dép 10%, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 19%. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng đến hết năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới do khách hàng có thay đổi yêu cầu, thường đặt đơn hàng nhỏ, số lượng ít, đơn giá thấp, thời gian giao hàng ngắn. Từ giờ đến hết năm, nếu duy trì tốc độ xuất khẩu hơn 4 tỷ đô la Mỹ một tháng, ngành dệt may có thể về đích với doanh thu từ 44 đến 45 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, trong bối cảnh khó khăn chung của lĩnh vực vật liệu xây dựng, ngành sản xuất thép cũng đứng trước nhiều thách thức và khó đạt mức tăng trưởng cao. Công nghệ sản xuất lạc hậu, thiếu mỏ nguyên liệu đã khiến cho việc đáp ứng được công suất của các doanh nghiệp sản xuất trong nước chưa đảm bảo. Các chuyên gia cho rằng cần phải có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển một cách bền vững. 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của đơn vị này đạt 56%, tăng 22%, sản xuất thép cán đạt 59% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ thép cán đạt 56% kế hoạch năm, doanh thu đạt 59% kế hoạch, thu nhập của người lao động đạt xấp xỉ 10 triệu đồng một người một tháng. Nhưng mức tăng trưởng này vẫn chưa trở lại bình thường như trước đại dịch COVID-19 và nguyên nhân thì không thể khắc phục được trong một sớm một chiều. Đối với gang thép Thái Nguyên là nó có cái khó khăn nội tại là cái thứ nhất là về cái công nghệ đã được đầu tư từ những năm 60 cũ lạc hậu. Đấy, cái thứ hai nữa là cái dự án giai đoạn 2 nó ảnh hưởng rất lớn. Đấy, và cái thứ ba nữa là cái những cái lợi thế về mỏ nguyên liệu thì do những cái thủ tục mà để được khai thác thì nó chưa xong nên là ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ riêng mặt hàng thép xây dựng, mặt hàng tôn mạ cũng chịu chung những khó khăn trên thị trường. 6 tháng đầu năm, đơn vị sản xuất tôn mạ này vẫn tăng trưởng trên 10% cả về sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, khó khăn của thị trường trong 3 năm qua đến 6 tháng đầu năm 2024 vẫn chưa phục hồi. Và với bối cảnh khó khăn như hiện tại thì chúng tôi đánh giá là kết quả 6 tháng đầu năm của công ty là khả quan so với tình hình hiện tại. Còn đối với tình hình trong nước thì như anh chị cũng biết là cái tình hình thị trường bất động sản thời gian qua là rất là chậm chạp và chưa được khơi thông. Và trong 6 tháng đầu năm thì cái nguồn vốn đầu tư công giải ngân cũng ở mức khiêm tốn, cũng chưa tạo được cái động lực để thúc đẩy cái tăng trưởng cũng như nhu cầu. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 của nước ta có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm trước. Tiêu thụ thép tại thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng 6,4%, đạt 21,6 triệu tấn. Ước tính tồn kho khoảng 8,4 triệu tấn. Không chỉ tồn kho, mà thép Việt Nam còn phải đối mặt với áp lực nhập siêu. Khi mà cái thép nhập khẩu thâm nhập vào thị trường thép Việt Nam và cái nhu cầu nội địa lại thấp nữa thì nó gây khó khăn rất là nhiều cho cái doanh nghiệp thép trong nước. Bởi vì cái miếng bánh thị phần của các cái doanh nghiệp thép trong nước thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Các chuyên gia cho rằng trong công nghiệp sản xuất thép, Việt Nam đi sau, luôn thua thiệt so với các cường quốc sản xuất thép. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn chính phủ có sự ứng phó tích cực, kịp thời và hài hòa lợi ích để bảo vệ nền sản xuất thép vốn được coi là ngành công nghiệp cơ bản, để Việt Nam có một thị trường sản xuất và tiêu thụ thép phát triển bền vững, lành mạnh.
Tiếp tục bản tin sẽ là thông tin về giá cả thị trường trong sáng nay 13 tháng 8. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trên thị trường xuất khẩu ngày 13 tháng 8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo ở mức cao. Gạo 100% tấm ở mức 435 đô la Mỹ một tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 562 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 525 đô la Mỹ một tấn. Tại thị trường trong nước, nhìn chung nhu cầu mua gạo khá, nông dân chào giá cao vì nguồn cung còn ít. Giá hồ tiêu năm nay tăng trở lại, song người dân không bị áp lực bán sớm như những năm trước bởi giá cà phê, sầu riêng đều tăng cao, nhiều hộ có thu nhập ổn định. Giá hồ tiêu tuần qua dù có biến động bất thường nhưng vẫn trong chiều hướng đang phục hồi tăng trở lại là tín hiệu lạc quan mang đến nhiều hy vọng cho người trồng. Dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục biến động bất thường trong thời gian tới. Kể từ đầu tháng 8 tới nay, giá sầu riêng ở Đắk Lắk tăng giảm thất thường. Giá mua xô tại vườn dao động từ 80 đến 90.000 đồng một kg với sầu Dona thì hiện giảm còn 55 đến 70.000 đồng một kg. Sầu riêng xuất khẩu giá trên 105.000 đồng một kg, hiện nay giảm còn khoảng 80.000 đồng một kg. Giá này tuy vẫn tương đương và có thời điểm cao hơn so với mùa vụ năm 2023, nhưng giá giảm khiến việc mua bán gặp khó khăn. Thưa quý vị, sau khi kiểm tra thực tế kết quả tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 và làm việc với Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhất trí tiếp tục mở cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại, đón đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay, 13 tháng 8. 6 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp hơn 1,6 triệu lượt khách thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, hơn 430.000 lượt khách thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, đúng tiến độ đề ra. Cùng với đó, hoàn thành nhiệm vụ làm thuốc lớn, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, an toàn tuyệt đối. Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, cảnh quan, kiến trúc công trình Lăng và các công trình phụ cận khang trang sạch đẹp hơn. Trước đó, từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2024, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2024. Thưa quý vị, trước thông tin cử tri bày tỏ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia lần đầu là 972.000 đồng một người, cao hơn so với thu nhập, mức sống của một bộ phận người dân. Cử tri đề nghị giảm mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế và giảm bớt khó khăn về kinh phí khi tham gia. Về nội dung này, Bộ Y tế đã có những thông tin phản hồi cụ thể như sau. Việc chi tiêu khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tối đa bằng 6% mức tiền lương hoặc tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương cơ sở. Theo đó, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Ngoài ra, hiện nay, GDP bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 4.284 đô la Mỹ một năm. Với phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế được hưởng tương đối đầy đủ, mức đóng bảo hiểm y tế hiện tại được đánh giá là tương đối thấp so với các nước có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương đồng. Vì vậy, Bộ Y tế mong cử tri thấu hiểu và ủng hộ chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo tài chính khi ốm đau bệnh tật. Thưa quý vị, theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ triển khai học bạ số từ năm học 2024-2025. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra thì hiện 100% các phòng giáo dục và đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị nguồn lực, thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ công tác thí điểm học bạ số của từng đơn vị. 100% trường tiểu học đã trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet, có cán bộ để vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo. 100% giáo viên, nhân viên các trường học đều có thể tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành, dữ liệu về học sinh. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 7, số học bạ được ký số trên tổng số học sinh tiểu học đạt 97,6%, là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về kết quả triển khai học bạ số cấp tiểu học. Đây là cơ sở để triển khai học bạ số tại tất cả các trường phổ thông trên địa bàn thành phố từ năm học 2024-2025. Theo tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, trong 4 ngày đầu chính thức khai thác thương mại từ ngày 8 đến 11 tháng 8, đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã phục vụ hơn 256.000 lượt hành khách trải nghiệm. Riêng trong ngày đầu tiên,
ngày 8 tháng 8, đơn vị đã vận hành 170 chuyến tàu, phục vụ hơn 37.000 lượt hành khách. Đặc biệt, ngày 11 tháng 8, vẫn với 200 chuyến tàu vận hành, song đã có hơn 100.500 lượt hành khách, một con số kỷ lục vượt mong đợi của Hà Nội Metro. Trước đó, kỷ lục vận chuyển hành khách của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được xác lập vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023 cũng chỉ đạt gần 56.000 lượt hành khách. Chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra khoảng 25 hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động sôi nổi như lễ hội Việt Nam Hàn Quốc, vũ hội đường phố, ngày hội văn hóa đọc, sơ trình diễn nghệ thuật dưới nước, jet ski và flyboard, giải đua thuyền truyền thống. Đáng chú ý, sẽ có đợt chiếu phim miễn phí kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại rạp Lê Độ từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Vào tối thứ sáu hàng tuần từ nay đến 13 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố cũng sẽ tổ chức chiếu phim lưu động tại khuôn viên các ủy ban nhân dân phường có màn hình LED thuộc quận Hải Châu. Ngoài ra, vào các dịp cuối tuần, dọc hai bên bờ sông Hàn sẽ có các hoạt động như sân chơi nghệ thuật thanh niên, hô hát bài chòi, vũ điệu sông Hàn, âm nhạc đường phố, hòa tấu nhạc cụ, tuồng xuống phố. Nhiều khu du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay thế xe chạy xăng dầu bằng các loại xe điện, đón đầu xu hướng vận chuyển xanh trong tương lai. Từ đó không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân mà còn giúp cho môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp. Ghi nhận của truyền hình Thông Tấn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm du khách này đã có một trong những trải nghiệm rất tuyệt vời tại công viên văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bằng xe điện, không khói bụi, không tiếng ồn, giá cước hợp lý, di chuyển bằng xe điện giúp cho du khách tận hưởng trọn vẹn không gian vui chơi rộng lớn, đa dạng các hoạt động tham quan và trải nghiệm. Hôm nay là được đi di chuyển bằng những chiếc xe điện, đi rất là êm ái mà rất là xinh đẹp. Hơn nữa là góp một cái phần rất lớn trong cái việc mà bảo vệ môi trường, làm cho môi trường chúng ta lúc nào cũng là an toàn, sạch sẽ để bảo vệ được sức khỏe cho mọi người trong các khu du lịch. Nhiều khu tham quan vui chơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã trang bị hàng trăm xe điện đời mới để thuận tiện phục vụ cho du khách. Mô hình này cũng hỗ trợ kết nối với các phương thức khác như xe buýt, xe đạp công cộng, giúp phát triển giao thông công cộng. Với sức chứa từ 8 đến 10 người, hoạt động liên tục, xe điện giúp cho du khách có những chuyến đi vui vẻ và dễ chịu. Em thấy cái phương tiện đi lại bằng xe điện này thì nó rất là thân thiện với môi trường mà nó còn tạo cho mình cảm giác thông thoáng, thoáng mát và mình có thể nhìn được những cảnh xung quanh thì rất là vui và nếu mà sau này em có quay lại thì em cũng sẽ lựa chọn cái phương án này để mà đi. Với lượng du khách lên tới hàng trăm triệu lượt mỗi năm thì việc đầu tư các phương tiện tham quan hiện đại, thân thiện với môi trường là điều mà nhiều doanh nghiệp du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến. Các đơn vị lữ hành hiện cũng đang xây dựng những tour tuyến khuyến khích đưa xe điện vào phục vụ du khách nhằm đóng góp vào việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Lợi ích của việc đầu tư các xe điện á, thứ nhất là hướng đến cái xu thế chung của thế giới và mục đích chính là bảo vệ môi trường. Khi mà du khách trải nghiệm dịch vụ taxi điện á, thì phần nào đó sẽ cảm thấy được cái sự thoải mái nè, tiện nghi nè, không có tiếng ồn và giảm thiểu khí thải CO2. Việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã trở thành ưu tiên hàng đầu của xã hội. Trong đó, ngành du lịch không nằm ngoài xu hướng này. Khi hàng ngày, các loại hình phương tiện vận chuyển công cộng đã dần được thay thế, các phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh cũng góp phần tăng tính hấp dẫn, đa dạng hóa dịch vụ, thu hút và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch. Tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao PS Diplomats vừa công bố 10 điểm đến an toàn nhất châu Á, trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8. Danh sách này được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí: quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp, tình hình chính trị ổn định và môi trường sống an toàn. Đứng đầu danh sách top 10 điểm đến an toàn nhất châu Á là Singapore, vị trí thứ 2 thuộc về Nhật Bản và Bhutan là quốc gia xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách. Việt Nam xếp thứ 8 trong danh sách. Best Diplomats đánh giá cao Việt Nam ở vẻ đẹp cảnh quan, nền văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú. Tổ chức này cũng cho rằng một trong những địa điểm du lịch an toàn nhất ở Việt Nam mà du khách nên ghé thăm là Vịnh Hạ Long. Trước đó, Vịnh Hạ Long cũng lọt top 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024 của TripAdvisor. Phương Tây đã hồi tụ nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn cuộc xung đột hiện nay lan rộng.
đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã cho sơ tán toàn bộ trụ sở của lực lượng này ở Dahiyeh để chuẩn bị cho tình huống leo thang chiến sự với Israel. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Sáng 12 tháng 8, tại công viên Yêu nước Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Cụm tượng gồm 3 bức tượng do nhà điêu khắc Alexei Chebanenko sáng tác, được đặt tên các chiến sĩ Việt Nam. Khắc họa hình ảnh các chiến sĩ Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo, Lý Trúc Thất trong trang phục Hồng quân Liên Xô, chốt giữ tại vị trí phòng thủ bảo vệ Moscow và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây là một câu chuyện dài, bắt đầu từ Bộ trưởng Quốc phòng tiền nhiệm Sergei Shoigu. Ông ấy đã nảy ra ý tưởng lập một con đường tưởng niệm các đồng minh đã giúp Liên Xô chiến thắng phát xít và những người bạn Việt Nam khi đó đã giúp chúng tôi. Và tôi được giao nhiệm vụ thiết kế tượng các chiến sĩ Việt Nam tham gia trận chiến bảo vệ Moscow năm 1941. Họ gồm có 7 người và 3 trong số họ đã hy sinh ngay tại mặt trận. Số còn lại vẫn còn sống. Thật tiếc là thông tin về họ rất ít ỏi, nhưng qua những gì chúng tôi có và sự giúp đỡ của phía Việt Nam, chúng tôi đã cố tái hiện hình ảnh những người lính khi đó. Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi động viên bà Lê Thị Phượng, con gái một trong những chiến sĩ tham gia bảo vệ Moscow là Lý Phú San, Lê Phan Trăn và con trai của bà là anh Mikhaile, hiện đang sinh sống tại Moscow. Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng bà Lê Thị Phượng và con trai lá cờ Tổ quốc với mong muốn gia đình luôn hướng về quê hương, Tổ quốc và hy vọng nếu có dịp, bà và gia đình sẽ về thăm quê hương Việt Nam. Ngày hôm nay tôi rất vui vì lịch sử đã được nhắc lại. Tôi cảm ơn nước Nga đã không quên ông cha của chúng tôi. Một nửa dòng máu của tôi là Nga và nửa kia là Việt Nam. Mặc dù tôi là công dân Nga, song tôi vẫn cảm ơn vì nước Nga đã không quên những người Việt Nam. Trong giai đoạn 1926-1930, một số thanh niên Việt Nam yêu nước được đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu đến Moscow học tập. Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, các đồng chí đã tình nguyện gia nhập Trung đoàn Quốc tế thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Bộ binh cơ giới của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô tham gia trận chiến bảo vệ thủ đô Moscow. Mùa đông năm 1941-1942, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Moscow và cùng quân dân Xô Viết đánh bật phát xít Đức ra khỏi cửa ngõ Moscow. Hôm qua, nhiều lãnh đạo quốc tế và các nước phương Tây đã hối thúc nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn cuộc xung đột hiện nay lan rộng thành một vòng xoáy xung đột mới, nguy hiểm hơn trong khu vực. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông Guterres hối thúc Israel và Hamas sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin trong bối cảnh cuộc chiến dai dẳng tại dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Ngoài ra, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải bảo vệ thường dân và giữ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo diễn ra xuyên suốt. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ hy vọng đàm phán hòa bình Gaza sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Washington tin rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn khả thi và sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên. Lãnh đạo năm nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy trong một cuộc thảo luận chung cũng kêu gọi nối lại đàm phán ngừng bắn vào cuối tuần này để đi đến thỏa thuận càng sớm càng tốt. Ngoài ra, các nước này kêu gọi Iran rút lại đe dọa tấn công quân sự, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Cả năm nước đều cho rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho an ninh khu vực nếu nổ ra tấn công. Ngay sau cuộc thảo luận trên, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, nhưng hiện chưa rõ nội dung trao đổi cụ thể. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban hôm qua đã cho sơ tán toàn bộ trụ sở của lực lượng này ở Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut của Liban, để chuẩn bị cho tình huống leo thang chiến sự với Israel. Động thái diễn ra trong bối cảnh chỉ huy quân sự của phong trào này là Fuad Shaq mới đây đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Theo truyền thông Liban, kể từ sau vụ Fuad Shaq bị ám sát đêm 30 tháng 7, lực lượng Hezbollah đã di chuyển dần các nhân sự cấp cao của mình khỏi Beirut để đối phó với các cuộc không kích tương tự của Israel. Trong khi đó, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực biên giới giữa miền Nam Liban với miền Bắc Israel, khiến cả hai phía đều có thương vong và thiệt hại.
Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tập kích các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Taibe và Adase gần biên giới trong ngày 12 tháng 8, khiến ít nhất 2 thành viên Hezbollah thiệt mạng. Trước chiến sự ngày càng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, nhiều nước Ả Rập và phương Tây đã kêu gọi công dân cân nhắc rời khỏi Liban. Các chuyên gia cảnh báo nếu Trung Đông nổ ra cuộc xung đột toàn diện, nền kinh tế Liban vốn đang khủng hoảng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Hôm qua 12 tháng 8, thì nhiều hãng hàng không trên thế giới đã thông báo gia hạn đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ khu vực Trung Đông do lo ngại xung đột có thể xảy ra. Trong một tuyên bố, hãng hàng không Air France và hãng hàng không giá rẻ Transavia thuộc Air France tiếp tục gia hạn việc tạm dừng các chuyến bay đến Beirut đến hết ngày 14 tháng 8. Những hành khách đặt chỗ các chuyến bay trước ngày 18 tháng 8 có thể hủy hoặc thay đổi chuyến đi mà không mất thêm phí. Air France cho biết vẫn tiếp tục khai thác các chuyến bay đến sân bay chính của Israel ở gần Tel Aviv. Cùng ngày, hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng cho biết sẽ gia hạn đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv, Tehran, Beirut, Amman và Erbil đến ngày 21 tháng 8 do căng thẳng vẫn tiếp diễn trong khu vực. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ gia hạn việc hạn chế bay qua không phận Iran và Iraq cho đến ngày 21 tháng 8. Tương tự, hãng hàng không Swiss International Airlines của Thụy Sĩ cũng đã kéo dài lệnh đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv và Beirut cho đến hết ngày 21 tháng 8. Ngoài ra, hãng cũng sẽ điều chỉnh các chuyến bay đi qua không phận Iran, Iraq và Israel sang các nước khác. Ngày hôm qua, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ đã tổ chức họp báo chung để công bố thời điểm tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do Unchin. Đây là cuộc tập trận liên quân đầu tiên được triển khai kể từ khi hai nước thông qua hướng dẫn chung về tác chiến răn đe hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 8 với sự tham gia của hơn 19.000 binh sĩ hai nước, tập trung huấn luyện 48 nội dung trên thực địa như tập trận cơ động liên quân ngoài trời, diễn tập đổ bộ đường biển, diễn tập bắn lặn thật, tập trận giữa lực lượng thủy quân lục chiến hai nước. Trong cuộc tập trận, hai bên cũng sẽ đặt trọng tâm vào việc đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt, tác chiến đa miền, sử dụng các vũ khí đa dạng, để từ đó nâng cao hơn nữa năng lực và trạng thái sẵn sàng đối phó của liên quân hai bên. Đáng chú ý, ngoài quân đội Mỹ và Hàn Quốc, các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC cũng sẽ tham gia cuộc tập trận lần này dưới sự giám sát của Ủy ban Giám sát các quốc gia trung lập nhằm đảm bảo việc tuân thủ Hiệp định Đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Hiện chưa có thông tin về phản ứng Triều Tiên liên quan cuộc tập trận sắp tới. Nhưng xưa nay Bình Nhưỡng luôn phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, cho rằng đây là động thái chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược Triều Tiên. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ nhiều lần khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ. Sau tròn một năm vắng bóng, thì ngày 12 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng liên tiếp một loạt bài và video trên tài khoản mạng xã hội X. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi ông Trump có cuộc phỏng vấn với tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của mạng xã hội này. Trong lần tái xuất này, tài khoản của cựu Tổng thống Trump đã đăng một đoạn video dài 2 phút rưỡi nhắc lại những lời cáo buộc quen thuộc nhằm vào chính quyền của Đảng Dân Chủ. Cũng trong đoạn video, ông Trump tuyên bố công lý sẽ được thực thi vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Trong bài đăng khác, cựu Tổng thống Trump nói rằng nước Mỹ đang đi xuống. Vì ông Trump quay lại mạng xã hội X là điều đã được dự đoán trước khi một cố vấn thân cận của ông Trump từng chia sẻ với báo chí rằng việc quay lại nền tảng xã hội này sẽ giúp phản bác những tin tức tồi tệ về ông. Tuy nhiên, việc ông Trump đồng ý tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của vị tỷ phú nổi tiếng Elon Musk đang gây háo hức cho nhiều người nhưng cũng trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ chối dịch vụ nhằm vào trang mạng X. Cùng ngày, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu EU Thierry Breton đã yêu cầu mạng X phải kiểm duyệt nội dung có hại liên quan đến cuộc trả lời phỏng vấn sắp tới của cựu Tổng thống Trump, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, trái đất vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử, kéo dài chuỗi tăng nhiệt độ kỷ lục toàn cầu sang tháng thứ 14 liên tiếp. Các nhà nghiên cứu cảnh báo là nhiệt độ cao của tháng 7 sẽ tạo tiền đề cho nhiều kỷ lục sắp tới cũng sẽ bị phá. Báo cáo cho biết nhiệt độ trung bình trên bề mặt toàn cầu trong tháng 7 cao hơn 1,21 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20. Châu Phi, châu Á, châu Âu và Nam Mỹ đều ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử, trong khi Bắc Mỹ chứng kiến tháng 7 nóng thứ 2 trong lịch sử 175 năm. Không chỉ trên bề mặt trái đất, nhiệt độ đại dương trong tháng 7 cũng ghi nhận mức cao thứ 2 trong lịch sử, khiến diện tích phủ tuyết ở Bắc Bán Cầu và băng biển giảm xuống dưới ngưỡng trung bình, trong khi băng ở Nam Cực xuống mức thấp thứ 2 trong lịch sử. Đại dương nóng sẽ gây ra nhiều cơn bão hơn trong thời gian tới do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño.
Thưa quý vị, giữa những ngọn đồi ở miền trung Bosnia thì một doanh nhân đã biến giấc mơ nghệ thuật ấp ủ hàng chục năm của mình thành hiện thực. Đó là tái hiện bức tranh nổi tiếng Đêm đầy sao của danh họa Van Gogh trong đời thực dưới hình thức một công viên thiên nhiên. Doanh nhân Halim Zukic đã mua mảnh đất rộng 2 hectare từ 20 năm trước và sau đó mở rộng diện tích lên 70 hectare. Cách đây 6 năm, ông bắt tay vào việc biến khu đất này thành một công viên tự nhiên theo chủ đề Đêm đầy sao, một công trình mà ông cho rằng sẽ đại diện cho sự nghiệp của mình. Phía sau tôi là công viên Đêm đầy sao, bản tái tạo lớn nhất của bức tranh nổi tiếng của Van Gogh mà cả thế giới đều biết đến. Tôi đã dành 20 năm cuộc đời mình để đưa ý tưởng này trở thành hiện thực. Đó không chỉ là 20 năm cuộc đời, 20 năm mơ ước, mà còn là 20 năm hiện thực hóa giấc mơ của tôi. Công viên có khoảng 130.000 bụi hoa oải hương cùng nhiều loại thảo mộc thơm khác. Các bụi cây được trồng theo những vòng tròn xoắn ốc để mô phỏng lại những nét vẽ kỳ ảo của bức tranh Đêm đầy sao. Chúng tôi tái hiện lại bức tranh trên diện tích khoảng 10 hectare. Đây có lẽ là tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới. Đêm đầy sao được vẽ vào năm 1889 khi Van Gogh đang điều trị tâm thần tại Pháp. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật được biết đến nhiều nhất trên thế giới và hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York.